Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh YouTube của xe máy Thành Tâm. Thì hôm nay em sẽ quay các dòng sport bike, mô tô hiện đang có mặt ở bên cửa hàng em nha mọi người. Em sẽ quay bớt giá và review chi tiết các dòng xe đó cho mọi người coi ha. Rồi mọi người cùng theo chân em ha. Rồi ok mọi người, thì các dòng sport bike mô tô bên em đây nè. Đây thì em cũng bật mí cho mọi người biết luôn là hiện tại cửa hàng em đang giảm 4 mẫu mô tô sport bike nha mọi người. Đó, CBG 150, G15, đây, Suzuki Bandit và thêm một con G15 nữa nha mọi người. Đây để em quay tất cả các dòng xe và bốn con xe này chi tiết cho mọi người coi luôn ha. Hiện tại con CBG 150 này là tem Honda Gapson luôn nè. Đấy, tem Gapson màu cam. Đây. Đời này là đời 2019 nha mọi người. Hiện tại đời 2022 đã ra mắt rồi nhưng mà vẫn còn khá nhiều người ưa chuộng mẫu này nha mọi người. Đây. Con này lên được một cái cụm công tắc rồi nè. Cặp cụm công tắc. Tay là tay hắn Racing Boy. Em mở Odo, em quay Odo cho mọi người coi. Con này là đời 2019 nha mọi người. Đó, con này đi được 16.000 rồi. Con này á, là 63 triệu, giá gốc là 63 triệu. Em giảm ngay 8 triệu. Và con này chỉ còn hiện tại là còn 55 triệu thôi mọi người. Vẫn có hỗ trợ trả góp nè, vẫn có bảo hành cho mình. Đây, con này nếu mày bây giờ hỗ trợ trả góp chỉ cần trả trước cho em 5 triệu thôi. Làm thủ tục 50, đậu hồ sơ góp mình đem xe về. Đấy, kế tiếp bên này là con G15 V3. Đấy. Con này là đời 2020 luôn mọi người ơi. Đây, ốp phuộc, ốp xe đao nè, heo dầu, nước sơn mâm đồ này kia là còn mới tinh luôn. Quay sơn xe nha mọi người coi. Con này thì được chú trước lên một cái bô rồi. Mua này chắc bô Yoshimura ha. Để em quay Odo cho mọi người coi ha. Này đời 2020. Hiện tại con này đi mới 2.900 km thôi nha mọi người. Đó. Con này giá gốc là 57 triệu nha mọi người. Thì em giảm ngay 3 triệu. Và hiện tại mọi người mua là chỉ có 54 triệu thôi. Ha, con này hỗ trợ trả góp luôn. Nếu mà trả góp thì chỉ cần trả trước cho em 3 triệu thôi. Làm thủ tục 50. Đầu sửa góp mình đem xe về. Rồi, kế tiếp bên đây là một con Suzuki Bandit. Đây, con này là đời 2019 luôn mọi người ơi. Đó, ngoài mánh mâm nè, mâm bọng rồi là không chạy xước như hết nha mọi người. Đó. Thì đối với con này là con này giá gốc hiện tại đó là 46 triệu, em giảm ngay 6 triệu. Hiện tại con này chỉ còn giá 40 thôi nha mọi người. Đây, nếu mọi người mua con này thì làm thủ tục hồ sơ góp không cần trả trước luôn nha mọi người. 40 là không cần trả trước luôn ha mọi người. Suzuki Bandit đời 2019. Đây. Để nổ máy cho mọi người nghe. Hiện tại con này đi với 4.000 km thôi mọi người, 4.800. Đó. Kế tiếp bên này là thêm một con G15 V3. Con này đã được độ tem HB4 rồi ha mọi người, nguyên con tem chùm luôn. Đấy. Rồi. Thì con này cũng lên khá đồ chơi nè, đó, tay hắn nè. Lên đèn led nè, đó, kính gù luôn. Đây, lên cặp một cặp đèn chở sáng ha. Tem là tem HB4, đó, lên ốc titan rồi cái kiểu nè, đầy đủ hết. Ốc đĩa nữa nè, đó, tem bọng. Rồi hiện tại con này là bên em bán với giá gốc là 55 triệu nha mọi người, 55 triệu. Nhưng em giảm ngay 5 triệu cho mọi người luôn, giảm tặng 5 triệu. Thì con này á. Nếu mà hỗ trợ trả góp mọi người chỉ cần không cần trả trước cho em luôn nha. Đó, con này 55 triệu là không cần trả trước. Hiện tại em giảm ngay 5 triệu rồi, chỉ còn 50 thôi. 50 triệu là không cần trả trước luôn. Rồi, ok mọi người, thì tới đây là một con MT15 đời 2020 của Yamaha. Đây, phụ ốp xe đao nữa nè. Đó. Dàn chân mâm nè, còn cực kỳ mới luôn. Thì con này được là phía trước lên thêm một cái bô Yoshimura ha mọi người. Đây, con này đời 2020. Để em coi con này đi được mấy ngàn này. Rồi thì con này đi được 4.000 nha mọi người. Đây. Thì kế bên này thì em còn hai con TFX luôn nha mọi người. Một con là 2.000, con này 2018 nè, con là 2017. Đây hai con thì em bán đồng giá hết là 48 triệu nha mọi người. Đối với con này thì chỉ cần trả trước cho em 8 triệu thôi. Hai con này chỉ cần trả trước cho em 8 triệu thôi. Làm thủ tục hồ sơ góp 40, đậu hồ sơ góp mình đem xe về ha mọi người. Thì tiếp theo ở dưới này thì em còn một con G15 và một con G-Dit 150R đời 2018 nè. Con này thì áo màu đen, tem màu đỏ, mâm vuột bọng nồi không có chạy xước gì hết nha mọi người. Áo cũng không chạy xước luôn. Đây, để mở lên, xe mắc cây luôn nè. Con này hiện tại xài xe mắc cây ha. Đây.
này đi được 24.000 rồi, nhưng mà xác xe cực kỳ mới nha mọi người, máy móc còn cực kỳ im luôn đó. À, hiện tại con này em đang bán với giá là 47 triệu nha mọi người, 47 triệu chỉ cần trả trước cho em 7 triệu đậu hồ sơ góp mình đem xe về ha. Đó, rồi cái này thêm một con G15 nữa, con này thì đời 2019 hay G15 lên cũng khá khá ốc rồi nè, tem kỳ mới luôn, xe dàn áo là còn cực kỳ mới luôn ha mọi người. Đây con này hiện tại em đang bán với giá là 54 triệu, con này chỉ cần trả trước cho em 4 triệu thôi, đậu hồ sơ góp mình đem xe về. Con này đời 2019, con này đi đếm coi đi được bao nhiêu ngàn này. Rồi con này đi được 26.000 nha mọi người, 26.000 nhưng xét xe cực kỳ mới ha, máy móc thì còn cực kỳ lanh luôn, máy khá là mạnh. Ở bên cửa hàng em thì còn khá nhiều, cũng còn khá nhiều mẫu côn tay mọi người, từ Edge với Winner V1 nè, Winix nè, Winix V1, Winix V3 đủ hết mọi người. Mọi người muốn em quay thêm dòng xe nào thì cứ comment bên dưới đi. Thì video clip của em xin kết thúc tại đây. Mọi người thấy hay thì cứ để lại đăng ký kênh để nhận các video clip mới nhất nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video clip này.